Chào mừng quý khách đến tham quan và mua sắm các sản phẩm gốm sứ tại cửa hàng Không Gian Gốm của chúng tôi. Hiện nay, Không Gian Gốm sứ Bát Tràng đã trở thành điểm đến hàng đầu của rất nhiều vị khách để sở hữu những sản phẩm cao cấp từ gốm sứ thủ công. Chúng tôi chính là nhà sản xuất và phân phối trực tiếp các sản phẩm gốm sứ Bát Tràng tại thành phố Hồ Chí Minh. Cam kết mang lại giải pháp tối ưu nhất cho không gian sống của bạn, bao gồm các sản phẩm gốm sứ trang trí tinh xảo cho đến những bộ bát đĩa cao cấp tuyệt đối an toàn cho sức khỏe trên bàn ăn gia đình bạn. Không Gian Gốm Bát Tràng, điểm đến hạnh phúc của mọi nhà, là niềm vui của mẹ khi chọn mua các bộ bát đĩa sang trọng, an toàn cho sức khỏe con yêu, là sự hãnh diện của cha về một không gian thờ cúng linh thiêng nguồn cội, là những chia sẻ vui buồn qua ấm chè xanh đậm vị cùng bạn hữu. Tham quan và sở hữu các sản phẩm gốm sứ thủ công cao cấp tại Không Gian Gốm, bạn sẽ nhận được những ưu đãi hấp dẫn cùng với mức giá xuất xưởng cho các loại sản phẩm sau đây: đèn sông tinh dầu, ấm chén Bát Tràng, bình hoa trang trí, bát đĩa cao cấp, đồ thờ cúng tâm linh và gốm sứ nghệ nhân. Đặc biệt, tại Không Gian Gốm nổi bật với những vật phẩm phong thủy có thể thay đổi vận số, chiêu dụ tiền tài, cầu may mắn cùng bình an như hũ gạo tài lộc, lộc bình phong thủy, tranh phong thủy, tượng phong thủy. Tất cả các sản phẩm có mặt tại chuỗi cửa hàng Không Gian Gốm hoàn toàn đều là tác phẩm gốm sứ thủ công mỹ nghệ cao cấp, được chế tác với kỹ thuật tinh xảo. Mỗi sản phẩm đều là tuyệt tác đỉnh cao của gốm sứ Bát Tràng truyền thống. Ưu điểm lớn nhất từ chuỗi cửa hàng của chúng tôi chính là sự chủ động trong khâu sản xuất, nên từ nhiều năm qua, Không Gian Gốm Bát Tràng nhận được sự tin tưởng và trở thành lựa chọn hàng đầu của các đơn vị thương mại khi tiến hành đặt gia công gốm sứ, sản xuất gốm sứ theo yêu cầu, tư vấn quà tặng gốm sứ và sản xuất gốm sứ xuất khẩu. Không Gian Gốm không chỉ là địa chỉ cung cấp gốm sứ Bát Tràng uy tín nhất tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, mà chúng tôi còn xuất khẩu rất nhiều mặt hàng đi các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc cùng một số nước Tây Âu. Hiện nay, Không Gian Gốm đã dần khẳng định được tên tuổi của mình trên thị trường gốm sứ thủ công. Hãy nhanh chóng đến với Không Gian Gốm để sở hữu những tuyệt tác gốm sứ Bát Tràng tô điểm cho không gian sống của gia đình bạn.